Các chị em á, ai cũng cần cho mình một anh trai, nhưng mà anh em bọn tôi á, chẳng mấy ai mặn mà với em Pu đâu cả nhà ơi. Đừng nghe bảo là đàn ông bọn tôi thế này thế kia nha. Đây đây đây, tôi xin phép kể về một em Pu tôi từng quen để các bác hiểu tại sao trái thì nhiều người mê chứ Pu thì anh em chúng tôi chạy mất dép. Hồi cấp 3, cụ thể lớp 12 nha. Không biết con chim nào bay ngang trời ẻ vào lý trí của tôi mà tôi mê Phương như điếu đổ trời. Nói chung là kiểu thích không cần lý do mà tôi được cái nhiệt tình nữa chứ. Thích là tại sao phải sợ, ăn uống vui chơi, xem phim rồi xem kịch hòa cáp, cứ gọi là như suối nguồn á. Thế nhưng mà những gì mà tôi nhận được là gì? Là bạn ạ. À, đáng yêu ghê mà, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Tôi theo em lên tận đại học. À, hơn trải ở cái là tôi học giỏi lắm nha, tôi hơn Phương 2 điểm, nhưng mà đăng ký nguyện vọng của em để sao, để cùng sánh bước chung đôi đâu đó. Tôi lúc nào cũng hy vọng người ta nhìn thấu tấm chân tình của mình mà cảm động, nhưng mà đời tấm chân tình thì nhìn thấu mà cảm động thì chắc chỉ cho có tôi với lũ bạn tôi cảm động thôi mấy má ơi. Còn tư duy của Phương không khác gì em Pu, đúng là những người tên bắt đầu bằng chữ P ha. Nàng nghĩ đúng kiểu vì tôi yêu, vì tôi lựa chọn nên người ta thích hành hạ tôi sao cũng được, thú vị ha. Đây tôi liệt kê cho các bác dễ hình dung cái nha. Tổng trong hơn 3 năm theo đuổi, Phương vay của tôi hơn trăm củ, lại nè, hơn trăm củ thiệt, nhà tôi khá giả thiệt, mà hơn 100 củ cộng với tiền đi ăn, đi chơi, đi xem phim thì những ngày còn lại tôi đánh đổi bằng mì tôm đó cả nhà. Phương biết không á, trời biết thừa. Mà kệ, trên đời này có hai kiểu con gái nè, kiểu biết áy náy xấu hổ khi người ta hy sinh vì mình ha, kiểu còn lại là gì, coi mọi thứ là đương nhiên nha mấy ba. Đúng kiểu vì mày thích tao nên mày phải chiều tao. Bây giờ thì tôi nói ngay luôn, có con cờ á, mà tuổi trẻ mà ngu chịu. Tôi tán Phương 3 năm, nhưng số lần Phương ngọt ngào nói chuyện dễ nghe với tôi chắc đo được bằng những lần vay tiền á. Nhưng mà lúc ấy tôi bỗng nhận ra, trời ơi, hóa ra người tôi thích cũng có thể nói được nhiều chữ như vậy luôn trời. Chứ bình thường chỉ toàn là, ok, biết rồi. Mà lý do vay tiền thì nhiều như là nước sông Hoàng Hà, đi ăn liên hoan với lớp cần có vé mới, thời tiết khó chịu cần đi shopping, hay thậm chí là bạn cùng phòng đi du lịch ở nhà buồn cho nên muốn đi cùng. Ôi trời đất ơi, mà tôi ngu lắm mấy bác ơi, ngày ấy chỉ mong người ta hết tiền để người ta cần đến mình thôi. Trời ơi cuộc đời ơi. Mẹ bà, nếu như mà có cuộc bầu chọn những người ăn nói khó chịu nhất thế giới, Phương đứng đầu, tôi nói thiệt. Đúng là từ ngày đẻ ra, lần đầu tôi gặp ai khó ở, nhăn nhó, kênh kiểu như vậy luôn á, trời ơi trời. Mà cả Phương và tôi đều cảm thấy là nét ấy thiệt khó đoán nha, thiệt cá tính nha. Nàng nghĩ sao tôi không biết, chứ như thế tôi cứ bị muốn chinh phục á. Đợi đần chưa, ngu chưa. Mà sao bác nào hỏi tôi sao trụ được 3 năm ha. Đúng rồi, vì mỗi lần tôi chuẩn bị từ bỏ, Phương lại nhả ăn cục đường chứ. Em sẽ xem xét, em sẽ cân nhắc. Có những khoảnh khắc em cảm thấy em rung động. Tổ sư bồ, rung động là rung động, lại còn cảm với thấy. Chắc đây là khoảnh khắc cần tiền á phải không. Mà đến tận năm 2, trong một lần đưa Phương đi mua váy, tôi thấy em nhắn tin với thằng khác. Thứ thiệt á, với các bác luôn, tôi hơi hèn. Tôi ấy á, tôi nhờ người xem mét với phở bò của Phương. Hồi ấy mấy năm trước rồi, phở bò còn chưa phát triển như bây giờ đâu. Ui dồi ôi, sợ tên tôi ra, đóng tin nhắn khiến tôi ngơ ngẩn ngẩn ngơ luôn. Ồ cái thằng ấy á, nó cứ thích tao thế nào thì tao chịu thôi. Có tiền tiêu, ăn uống xem phim miễn phí, tội gì mà từ chối mày. Chứ con trai mà ngu vậy, cái gì cũng cho đi không suy nghĩ, tao dạ gì mà đâm đầu vô trời. Ôi đáng yêu quá, thú vị quá, xuất sắc quá. Sao mấy các bác biết tôi làm gì không? Tôi không có tranh cãi gì với Phương đâu nha. Hết mẹ thuốc chữa rồi tranh với cãi gì. Tôi làm chuyến xe về tận nhà em, nói chuyện với bố mẹ em, trong ánh mắt soi mói ngó nghiêng của hàng xóm chơi. Tôi trực tiếp kê khai biểu chuyển tiền, những gì em đào của tôi, mà tin nhắn em đều nói là vay. Trời đáng yêu ghê á, đã nghèo còn sĩ. May mà nói là vay á, giờ tôi mới có cái để mà đem ra nói nè. Chiều ấy á, bố Phương giận tím cái mặt luôn, gọi Phương về ngay lập tức. Hàng xóm thì trời ơi bàn ra tán vô, còn tôi rõ ràng luôn. Một, thanh toán luôn. Hai, lên phường nói chuyện. Chiều ấy bố Phương chắc xấu hổ xóm làng cho nên nó mở két nhanh lắm. Tôi cầm đủ tiền, ok, đi về. Coi như thời gian vừa qua như chi phí tiết kiệm, vậy đi ha. Còn Phương hả? Ôi thôi 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 tôi chịu. Sau đấy thì không thấy em quay lại trường đại học nữa. Nghe đâu bố em bắt em vào khu công nghiệp đi làm trả nợ cho ông luôn. Nhà em là trọng nam khinh nữ, tôi cũng từng thương em, mà kẻ đáng thương lại tổn thương người khác. Bye.
mấy nay xem cái phim gì bưu chải vậy đó, ký ức của tôi hiện về rõ mồn một mọi người ơi. Mà suy đi nghĩ lại á, chải thì học dốt vất vưởng, mà cái cô bưu gì đó cũng lạc hậu khó khăn, không được tiếp xúc nhiều, cũng không ai dạy đối nhân xử thế thế nào, biết đi học là tốt rồi. Với ai cô bu ấy cũng tự trọng ha, với anh chải thì bớt tự trọng đi một tí, chứ sau này họ sẽ lấy nhau nên cũng được, chứ đừng như Phương đã tiêu tiền của chải còn đông đưa với thằng khác, mắc ghét. Ôi mọi người nhà Trần sao âm vậy đi, bình thường mình ăn pizza hamburger uống trà sữa thì mời các cụ thêm mấy miếng chứ có sao đâu, hở ra là bắt ăn gà luộc, bảo sao các cụ không độ. Mọi người tin con, cho các cụ đổi món đi, các cụ thương ngay. Bà chị gái mình đi nước ngoài mấy năm về, năm nay hí ha hí hưởng bảo bố mẹ cứ yên tâm, để con chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm xong như thế đến là nhức đầu. Ôi cả nhà, không biết cái kiếp nạn gì đến với những đợt dỗ nhà mình nữa. Dỗ chạp mà tưởng đâu khu đồ ăn của siêu thị giới trẻ thích món gì thì trên bàn có món đó. Chào cả nhà, mình tên là Hằng, con út trong một gia đình có ba anh chị em. Bố mình là con trưởng nên chuyện lương, hương hỏa, dỗ chạp, cổ bàn năm nào cũng cứ gọi là đến công chuyện. Năm nào cũng vậy, nhà mình vừa phải làm cổ ở thành phố, vừa phải về quê làm một bữa tương tự. Ăn thì ít, mà vắt chân lên cổ thì nhiều. Đến năm kia anh trai mình lấy vợ, chị Phương, chị dâu mình xinh xắn, đáng yêu lắm, thì thoảng hơi ngố tí, nhưng mà cũng không vấn đề gì. Bố mẹ mình cũng dễ tính chiều con, nên anh chị ở cùng nhà mình luôn. Nói chung là giống như là gia đình mình có thêm một cô con gái thôi mà. Về nữ công gia chánh nói thế nào ta? Chị Phương là kiểu chị ấy thích món gì thì khéo đem đi thi được cả MasterChef, nhưng mà món chị ấy không thích thì đúng là thảm họa. Chị thích ăn gà ôm nấm, gà rán, mấy món liên quan đến gà mà chế biến phức tạp ấy. Ôi đợt đấy ngon đến mức mà bố mẹ mình bảo chị kho một nồi khổng lồ để ăn nguyên tuần không chán mà. Nhưng mà món nào bà ấy ghét thì cũng nhức hết cả đầu. Có mỗi món rau muống luộc mà hôm thì nát, hôm thì sống, hôm thì mặn chát, hôm thì tưởng nước ốc. Nhưng mà nhìn chung mấy món cầu kỳ thì chị Phương làm ok la lắm. Thế là rằm năm ngoái mẹ mình luộc sẵn rau, để tí chị xào lại cùng thịt bò. Xong là yên tâm hai ông bà dắt nhau về quê làm cổ, mâm cổ cúng ở thành phố là giao cho con dâu yêu. Khúc ông bà ở quê chị chụp ảnh bếp núc gửi lên, ai chà soi, còn có các cánh hoa sen xếp xung quanh, cá chiên bát bảo, rau xào bắp bò, canh bóng, mẹ mình tạm yên tâm rồi. Đến chiều hôm đấy bố mẹ mình lên tạ lễ, tí thì cả hai ngất cả nhà. Bên cạnh những canh bóng miếng xào thì trình ình nguyên một đĩa gà rán phong cách KFC to đùng. Còn có cả loại 5 loại sốt, chị Phương đặc biệt chạy ra Lotte mua về, cho các cụ đổi vị. Chưa kể một phần lườn gà được cắt viên khéo léo lắc phô mai, mùi bột phô mai hòa cùng mùi hương khói. Bố mẹ mình thở dài thường thượt, mẹ mình thắp hương cứ khấn mãi, mong ông bà các cụ về quê ăn giúp con, năm nay cháu nó vụng, mong các cụ bỏ qua cho. Chị Phương thấy oan oan, gọi về nhà mẹ, bố mẹ chị ấy sang tận nơi xin lỗi. Bố mẹ mình chưa kịp mắng thấy ông bà thông gia, sang hoảng quá, không dám trách gì con dâu luôn. Kết thúc hôm đó là mọi người ăn hết sạch cả gà lẫn sốt của chị. Chị vẫn ấm ức với chồng, mọi người cứ mắng em, nhưng mà ăn hết sạch, sao biết các cụ không thích? Hỏi khó thật. Để là kia, năm ngoái chị gái mình đi du học về rồi, nhớ lại sự tích KFC năm ngoái, bố mẹ mình lại về quê, giao cho chị gái mình đạo diễn mâm cổ cúng. Hôm đấy mình dậy sớm phụ chị, bà ấy bảo xanh đờn, chị lo xong rồi mày ngủ tiếp đi. Đến tối bố mẹ mình về, lần này mẹ mình tự nhiên thấy mâm cổ của chị dâu năm ngoái đáng yêu đến lạ. Trên bàn nào là bò bít tết đủ 3 loại sốt, nào là hamburger, nào là pizza, khoai tây muối cao, khoai tây nghiền, cả mì sốt kem, mì cua, pho phi hơi bị xịn, mỗi tội cái mùi này hòa với hương khói hơi kỳ. Bố mình vội chắp tay mong các cụ quay xe về quê ăn bữa tiếp, còn mẹ mình thì mắng chị vuốt mặt không kịp. Hơn 5 năm đi du học, mới về mấy hôm đã bị mắng, chị mình ấm ức lắm. Mọi người cứ sao nhỉ? Trần sao âm dậy đi, bình thường mình ăn pizza hamburger uống trà sữa thì mời các cụ thêm mấy miếng chứ có sao đâu. Hở ra là bác ăn gà luộc, bảo sao các cụ không độ. Mọi người tin con, cho các cụ đổi món đi, các cụ thương ngay. Năm nay bố mẹ giao cho mình, nghĩ mình sẽ biết rút kinh nghiệm, mình cũng tính rút kinh nghiệm. Nhưng mà tự nhiên thấy năm kia chị dâu làm KFC, xong chị đẻ ra hai đứa sinh đôi nhẹ tên, đứa nào cũng ngoan. Anh trai mình công việc thuận lợi, còn tự mua được ô tô khi mới 26. Chị gái mình vừa về nước, cúng rằm xong lại được học bổng toàn phần đi học thạc sĩ. Thuận lợi thật. Năm kia gà rán, năm ngoái đồ Tây. Theo các bạn, lần này mình làm đồ Ấn thì có được ra trường bằng xuất sắc không ta? Ngày tôi vào cấp 3 cũng là lúc kinh tế gia đình tôi eo hẹp nhất, khó khăn nhất. Mẹ tôi nói chỉ có học thì mới đổi đời được, nên tôi ra sức cắm đầu cắm cổ vào mấy trang sách. Cũng nhờ thành tích học tập tốt nên vừa vào cấp 3, tôi đã được phân làm lớp phó học tập đại diện trong lớp, thầy cô, kèm cặp nâng đỡ các bạn học kém.
Nhớ lớp tôi khi đó có cô bạn tên là Thanh. Trái với tôi tính cách trầm ổn thì Thanh sôi nổi mạnh mẽ, nên được phân làm lớp trưởng. Tháng nào đến kỳ đóng học phí, cô chủ nhiệm đều giao cho lớp trưởng thu tiền. Mà nhà tôi lại thường xuyên chậm tiền học, nên thu hồi nợ xấu như tôi là khá khó. Dần dà Thanh ghim luôn, ghét ra mặt cái thứ nợ dai. Tính Thanh vốn động đảnh sôi nổi nên biết yêu khá sớm. Lớp tôi có cậu bạn tên Dũng, nghịch có tiếng ở trường nhưng lại bảnh nhất lớp. Bọn con gái lớp khác sáng nào đi qua lớp cũng lén ngó xem Dũng tới chưa, nhưng mà đều bị Thanh chặn cửa lườm cho xém tóc. Vì Thanh thích dùng đồ đĩa, con bé khẳng định chủ quyền ghê lắm, hễ ai có ý định dòm ngó là nó chặt đứt tư tưởng liền. Nhưng mà phòng giặt ngoài lại quên mất thù trong, mãi canh me bọn gái lớp khác, Thanh quên bẵng mất tôi. Đến bản thân tôi còn chẳng hiểu Dũng thích tôi vì điều gì, thích từ bao giờ, tình cảm cậu ta cứ âm thầm nảy sinh cho đến khi thể hiện rõ ra ngoài. Nhưng các bạn biết đấy, một đứa lấy học là mục tiêu đổi đời như tôi thì nghĩ gì, tôi để yêu đương ảnh hưởng. Tôi tỏ rõ cho Dũng thấy, tôi không hề thích hắn, nhưng hình như tôi càng ghét Dũng, Dũng càng thấy thú vị hay sao, mềm mỏng ngọt ngào không được thì lại quay ra gây chú ý với tôi bằng mấy cái trò trẻ trâu như giật tóc, giấu đồ bôi mực, rồi rồ ga chặn đường. Một bên là Dũng làm phiền, một bên là Thanh đường ghen nói xấu, cô lập tôi khỏi bạn bè, khiến tôi khó sống. Tôi nợ dai nợ xấu, Thanh chỉ ghét ngấm ngầm thôi. Giờ thêm vụ mất crush vào tay tôi, Thanh ghét, Thanh hận ra mặt luôn. Cứ đến kỳ học phí, nó lại nhanh mờ móc mỉa. Lớp ta bạn Hân lại tiếp tục chậm học phí. Hân nhớ đóng tiền học sớm đấy, tháng trước còn chưa đóng đâu. Dồn 2 tháng lại rồi, để đợi mãi hả? Có biết xấu hổ không? Học cho mình mà tưởng đâu học hộ ai không đó. Cơm nước trường nấu vẫn ăn đủ, lo mà trả kẻo nghẹn này nha. Mấy lần như thế cả lớp lại nhìn tôi bàn tán xì xào, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Đợt này bố tôi công tác xa nên có chút tiền dư, vội vàng đem cho con gái trả học phí. Hôm đấy tôi vui lắm, nhảy chân sáo tới trường, vừa đi vừa bấm bụng. Kỳ này may quá không bị bạn bè bàn tán, không bị cái Thanh xỉa xói chỉ trỏ nữa rồi. Sáng đó là thứ hai chào cờ, tiền tôi để trong cặp, vô tư ra sân tập trung. Lúc vào tôi còn khoe với con bạn thân, nay ba tôi cho tiền trả nợ học phí rồi, tôi mừng quá. Ấy thế mà chả hiểu sao vừa vào đến cửa tôi đã thấy cái Thanh lục cặp tôi, rồi cầm tiền ba cho tôi ban sáng. Nói là trời ơi, học thức nhiều làm chi mà có thứ ăn cắp nè, tiền tôi mất từ sáng giờ, tìm không thấy, giờ lại ở trong cặp lớp phó học tập là sao? Đang tính giải thích thì lũ bè cánh của Thanh sâu túm lại, con nào cũng bô bô cái mồm kêu thấy tôi lãng vãng chỗ cặp sách của lớp trưởng. Vu khống tận mắt thấy tôi thò tay vô túi trộm tiền ép tôi nhận tội. Tôi nhút nhát, ngoài câu khẳng định đó là tiền bố tôi cho ra thì không nói thêm được câu gì. Thừa nước đục thả câu, Thanh phi từ ngoài vào tỏ vẻ giận dữ, giơ tay cho tôi hai cái bạt má đỏ lừng, thét vào mặt tôi đe dọa, tao bố thí cho lại ăn cắp như mày cũng được, nhưng mà mày phải biết là mày là ai, đừng có lấy những thứ không phải của mình. Mặc cho tôi giải thích, bạn bè trong lớp cứ như câm như điếc quay đi, ngay cả thằng Dũng nó thích tôi đến như vậy cũng quay qua bơ tôi, đồng ý quen Thanh. Uất ức tận họng, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, quyết tâm phải giỏi để kiếm tiền, có tiền rồi sẽ không ai khinh mình được nữa. Đúng là ông trời không phụ công tôi, thành tích của tôi bỏ xa con Thanh. Tổng kết tôi được nhà trường tuyên dương thi đỗ đại học danh tiếng, và vừa ra trường đã có người đón tay, nhận vào làm với mức lương khá khẩm. Hiện tại nhờ sự phấn đấu, tôi đã lo được cho cha mẹ và các em, mọi thứ tạm gọi là êm đẹp. Năm nay là đến kỳ họp lớp, cái Thanh lại hô hào, từ lần họp lớp thứ 3 nó bắt đầu mời tôi đi dự. Tôi biết thừa con này không có gì tốt lành, nó chỉ muốn xem cuộc sống tôi 10 năm qua có bằng được nó hay không thôi. Muốn xem thì cho tôi cho xem cho đã. 30 tháng 4 đã đến, tôi trang điểm ăn mặc full đồ hiệu đi họp lớp. Vừa đến cửa lớp tôi đã nghe Thanh dõng dạc tuyên bố nó và Dũng chuẩn bị đám cưới vào cuối tháng 5. Bước cao bước thấp liếc tôi nhếch mép nói, bạn lớp phó có vẻ có tiền hơn xưa ha, trông ăn mặc đàng hoàng lịch sự đấy. Rồi đổng đảnh đến trước mặt tôi đưa thiệp mời, dúi vào tay tôi đau nhói, năn nỉ mong tôi đi. Chắc muốn trêu tôi tức vì bị nó nẫn mất thằng Dũng, nhưng mà tôi chả tức chỉ buồn cười, đâu ai tức vì người mình không yêu. Nhìn lại Dũng giờ trông cũng khá chững chạc, ánh mắt nghiêm nghị, chăm sóc cho lớp trưởng Thanh rất chu đáo, chứ không trẻ trâu trẻ bò ăn nói loạn ngôn hành động bốc đồng như hồi cấp 3. Nhìn Thanh xà nẹo kề sát Dũng cứ đông đưa, rồi lại quay sang trêu tôi tức, mà thấy mà ghét. Để con yêu nữ để đạt được mọi thứ như vậy thì mượt cho nó quá. Bao năm qua tôi cố gắng, giờ đến lúc ván cờ lật ngược rồi. Do bản danh sách lớp, tôi thấy được số điện thoại của Dũng tra trên Zalo. Tôi biết được Dũng đang thầu thi công thiết kế nội thất khá chuyên nghiệp. Vừa khéo tôi cũng đang cần, vậy là chẳng chần chừ tôi quay số gọi ngay cho Dũng, liên hệ đặt lịch hẹn, ngỏ ý muốn mời nó làm thiết kế nội thất cho căn nhà tôi mới mua trên phố. Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi rẽ vào mua một bao thuốc lá hiệu con ngựa mà trước đó để ý thấy ở buổi họp lớp, Dũng thỉnh thoảng lại lấy ra hút vì phèo suy suy. Quả không ngoài dự kiến, Dũng mê tít vị thuốc lá này. Nhìn tôi, Dũng trầm ngâm, cậu vẫn chẳng khác xưa là bao, vẫn khiến tôi tò mò.
vẫn cuốn hút tôi nhưng mà lại xa tầm với. Tôi cười khẩy, cuốn hút cậu nên tôi mới được hưởng bao nhiêu vinh dự của lớp đấy. Nói thích tôi nhưng mà lại bỏ tôi mà chạy mất dép. Giờ nghĩ lại tôi vẫn mắc cười. Dũng im lặng một hồi rồi nói vẻ chua chát. Tôi bỏ chạy vì không nỡ nhìn người mình thích vì mình mà gặp phiền. Tôi thà quen người tôi không thích còn hơn để người ta làm khó cậu. Nghĩ lại tôi cũng buồn cười. Lựa chọn của tôi sao mà ngu quá. Tôi thấy mình hèn. Nếu mà tôi chọn ở lại cứng nhắc đương đầu cùng cậu, liệu cậu có thích tôi không? Có kết quả gì cho hai chúng ta không nhỉ? Nói một hồi lại vòng về chuyện xưa. Tôi nghe giọng hoài niệm đấy, thấy buồn nôn nhưng mà cố cười giả lả, rồi bé lái sang vụ sửa nội thất. Không để tôi phải mời chào, Dũng đồng ý ngay vụ sửa nhà cho tôi, còn hồ hởi đề xuất những chỗ cần cải thiện. Quá trình làm nội thất cho nhà tôi diễn ra trong vòng một tháng. Ngày nào Dũng cũng tự giác có mặt để sát sao thợ thay tôi. Thỉnh thoảng lúc thợ nghỉ, tôi lại chuẩn bị một vài món ăn Dũng thích, rồi mời riêng Dũng vào phòng ngủ để hai đứa nhâm nhi. Dũng kể cho tôi nghe 10 năm qua chuyện tình của hai đứa nó sóng gió như nào. Rồi Dũng bảo ngày xưa vụ mà tôi bị vu khống mãi sau mới lòi ra là Thanh đưa tiền cho một đứa khác để mua chuộc chúng nó vu oan cho tôi. Rồi yêu nhau bao năm nhưng mà con Thanh chỉ biết bản thân, đổng đảnh tiểu thư ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi, không biết suy nghĩ cho người khác, khiến Dũng mệt mỏi. Nó kiểm soát Dũng từ lời ăn tiếng nói, dù chưa cưới nhưng mà đã bắt nộp hết tiền cho nó rồi ăn mặc như nào, đi đâu mấy giờ về chơi với ai, ăn uống gì tất tật, mọi thứ nó cư xử với Dũng như tù giam lỏng, khiến Dũng mệt mỏi khó thở vô cùng. Tôi lắm chấm nước mắt, lo cái vẻ xót xa, chủ động tựa vào lòng Dũng mà rắm rứt vuốt ve, khiến Dũng đắm chìm trong vị ngọt của tình mới. Chỉ mới nửa tháng thôi, nhà còn chưa thi công xong nhưng mà đã đủ thời gian cho tôi biến chồng sắp cưới của Thanh thành của riêng mình. Ngày Dũng tỏ tình với tôi, tôi nói Dũng phải gọi điện chia tay Thanh trước mặt tôi thì tôi mới suy xét. Nói chơi chơi, ai ngờ Dũng làm thiệt. Cái lúc mà Dũng gọi chia tay con Thanh trước mặt tôi á, con Thanh gào lên trong điện thoại, tôi bên ngoài còn nghe rõ mà. Nó khóc lóc van xin Dũng đừng có bỏ nó, nói Dũng cần bao nhiêu tiền nó cho. Nhưng mà con bé ấy nhầm, đàn ông mà đã thay lòng thì dăm ba cái tờ tiền đấy chẳng bỏ dắt răng. Nó nghĩ tiền là tất cả hả, có tiền muốn điều khiển ai cũng được. Nhưng nó quên lòng người còn đáng sợ hơn đồng tiền cơ. Dũng chia tay Thanh xong thì quay qua nhìn tôi, hồ hởi khoe chiến tích vừa đá thành công của bạn gái 8 năm kêu mang hắn. Từ miếng ăn cái áo, lo lót tiền bạc cho Dũng sống ấm êm. Nhìn cái bản mặt vô ơn đấy, tôi khinh bỉ nói luôn. Cái Thanh nó kêu mang anh 8 năm, anh còn đá nó trong một phút thì tôi không ơn nghĩa gì, tôi không dám trao thân trao phận cho anh đâu. Thử lòng đôi uyên ương tí mà lộ ra ngay lối sống vô ơn rồi. Dù tôi ghét Thanh là thật, nhưng cái loại đàn ông phản bội tôi sợ. Dũng nghe nói thế thì nghệt mặt, chửi tôi là con đàn bà điên, rồi vội ấn máy gọi lại cho Thanh, chắc để xin lỗi nói khéo. Nhưng mà buồn cười quá, tôi đã kịp chụp lại hết đoạn tin nhắn mùi mẫn Dũng nhắn cho tôi ngày tháng qua, ghi âm lại những lời bộc bạch Dũng nói xấu về Thanh, cả cảnh Dũng quỳ gối tỏ tình tôi cũng quay lại hết gửi cho Thanh. Chắc giờ đầu con bé đang bốc hỏa lên rồi, nghĩ mà buồn cười. Đến đây coi như là cũng hả hê đi, chúc cặp trai tài gái sắc có duyên tái ngộ thì cố giữ nhau cho chặt, thả ra khổ thiên hạ đấy. Anh nhớ đó, anh dám chia tay tôi, sớm muộn gì anh cũng phải trả giá, đôi tôi. Ly nói như quát vào mặt tôi, còn tôi chỉ biết đứng đó liên tục nói xin lỗi. Dù gì ban đầu, chính tôi đã hứa với em là yêu là cưới, giờ phút này lại đòi chia tay em cho bằng được. Em hận tôi cũng phải thôi mọi người. Nhớ ngày đầu gặp Ly là đợt tôi về quê ngoại ăn dỗ. Tôi sinh ra và lớn lên ở phố, mấy năm trời mới về quê một lần cho nên nó có hơi ngố tàu. Xe thả tôi đầu làng á, nhìn ruộng lúa hai bên lối vào làng vàng ngát, thích mắt quá cho nên á có tạt té ngó quàng xíu. Chân tôi đi dép tông mà, thập thò với mấy bát sen á gần bờ, cỏ với bùn trộn lẫn trơn quá đi, mất đà cho nên á tôi cắm đầu xuống ao sen luôn. Tôi không biết bơi, sợ phen này toan cho nên nó gào rõ to kêu cứu luôn. Đang gào đau cả họng á thì Ly ở đâu xuất hiện, đứng trên bờ cười khanh khách bảo chứ. Trai phố hả? Trời ơi, trong hôm hem vậy trời, nước ngập tới rốn chết làm sao được mà kêu cứu ba, không lên mau đĩa nó cắn cho bây giờ á. Vừa nói, em vừa đỡ tay tôi lên bờ, nhìn hàm răng khểnh, nước da trắng nõn với mái tóc đen dài, đứng giữa trời nắng chói mắt, tôi không say nắng mà tôi say em. Ly kể đang đi thăm đồng giúp mẹ ngay đó, hỏi tôi nhà thôn nào em chở về cho. Suốt đoạn đường đi em không ngừng chọc quê tôi nha, em nói chuyện lém lỉnh lắm luôn, duyên dáng lắm luôn, mà lại mộc mạc, đúng gu con gái truyền thống mà tôi thích. Về đến nhà bà, tôi nằng nặc đòi kết bạn với em. Ngồi trên xe tôi ăn vạ không chịu xuống, đến khi em gật đầu mới thôi. Nói chuyện với em, tôi thấy hai đứa hợp nhau lắm luôn. Ly thì thân thiện, dịu dàng và cởi mở. Ở quê 4 ngày, em đưa tôi đi vi vu khắp nơi à. Em kể bố em mất sớm, em ở với mẹ và em trai. Học đại học năm 3 trên phố, tôi ế sương sương cũng 2-3 năm rồi mọi người. Cho nên á, nay gặp đúng gu, cho nên quyết là cưa em cho bằng đổ à.
biết em sống cũng vất vả, thiếu thốn tình cảm, cho nên tự dặn lòng á, có được em thì nhất định là phải bù đắp ngay cho em, nâng niu và trân trọng em. Cưa em suốt 6 tháng nha, về quê tao đã mòn cả lối, cuối cùng em cũng đổ. Ngày em gật đầu, tôi đã hứa với em, chờ em ra trường rồi sẽ về xin cưới em ngay. Tôi đi làm cũng có kinh tế dư giả, cho nên á, em thích gì tôi chịu đấy. Chuyển trọ cho em sang chung cư, đầu tư vái vóc sang chảnh cho em ăn diện. Tuần 7 ngày thì đôi buổi đồ Âu, đồ Tàu, đón đưa em bất kể mưa nắng. Ngoài việc mua đồ cho em, hàng tháng lấy lương á, tôi lại cắt ra độ 5-7 triệu cho em tiêu vặt. Ly vốn dĩ đã đẹp, được tôi chăm sóc, em càng rộ cái sắc xuân của mình lên, trái hẳn với tôi, lao đầu đi làm mà, vừa đen rồi vừa già đấy chứ. Chăm em để cưới mà mọi người, cho nên lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ là có đứa hớt tay trên, canh em như canh vàng á. Nói chuyện với em á, một dạ hai thưa, đội em lên đầu còn hơn má tôi nữa. Bạn bè tôi ai gặp em lần đầu á cũng phải xuýt xoa là trời ơi khen tôi có phước quá, xấu xấu mà dớ được thiên nga làm tôi phỏng cả mũi luôn. Rồi vì phía Ly, tuy là được tôi chiều chuộng yêu thương mà ban đầu em ngoan lắm nha. Một điều anh ơi, hai điều anh à, đến nó lấy cốc nước trong tủ lạnh uống em cũng chờ tôi cho phép. Tôi đi làm về là nhào vào xót xa ôm hôn rồi đấm lưng nặng vai. Chỉ cần á, tôi nói bóng nói gió thích ăn món gì thôi, hôm sau nha, kể cả có bão, em cũng lội đi mua về nấu ăn cho tôi cho bằng được à. Em học thuộc hết cái sở thích sở ghét của tôi, không văn tục nửa câu. Thân hình mỹ miều, lối sống hiện đại, ban ngày cứ nũng nịu ỏn ẻn, ban đêm thì như lột xác á, em luôn chủ động mời gọi tôi ân ái. Tên skill của em nha, đỉnh nóc kịch trần mấy ba, lần nào cũng làm tôi tê dại hết á. Rồi nha, em càng khéo chịu á, tôi lại càng yêu em hơn, lún sâu đến mức không nhận ra sự thay đổi của em. Khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn màu hường ấy chắc được 5 tháng à. Chuyện tình của tôi đến tháng thứ 6, em bắt đầu thay đổi vèo vèo đây. Được tôi chu cấp mà, ăn ngon mặc đẹp mà, tiền tiêu thoải mái mà. Em bắt đầu biết chơi, ăn mặc sexy, khoét sâu, khoe bồng bưởi, nói chuyện thì bạo dạn, đi đêm về hôm tụ tập bạn bè. Ba rồi pub nào cũng từng thử, đặc biệt nha, em bắt đầu á bắt nạt ngược lại tôi. Em luôn lấy câu hứa sau này sẽ cưới em ra để mà làm kim chỉ nam, dạy tôi làm chồng như thế nào để có gia đình hạnh phúc. Em cấm tôi đi nhậu, hút, bắt tôi tan làm là về thẳng nhà, không chơi game, tạt ghé ngang dọc gì trơn á. Cái tài khoản mạng xã hội phải nộp cho em, hủy kết bạn với toàn bộ bạn gái, đồng nghiệp nữ, ăn mặc là theo chỉ đạo của em. Nhưng mà như thế thì còn đỡ đi ha. Đây nha, em còn bắt tôi hàng tháng phải trích lương đưa em về biếu mẹ để mà em báo hiếu, vì dù gì á, tôi cũng đã có em rồi. Là con rể tương lai của bà, cho nên có một phần trách nhiệm. Đó, vừa nuôi em, vừa chi tiêu cá nhân, lại phải nộp tiền hàng tháng về biếu mẹ em. Tôi căng ta đến phờ râu luôn mọi người. Đi cạnh em á, những lời xì xào chê bai về ngoại hình đũa lệch giữa em với tôi ngày càng nhiều. Chứ em cũng tự ti vì điều đó, cho nên á, dần có ánh nhìn khác về tôi. Mỗi lần tan làm về, trái ngược hẳn với khi xưa, em không cho tôi đụng nữa. Ôm em á, thì em bảo là bẩn bụi, chê hôi. Thơm em á, thì em nói là da tôi chạm vào, làm bẩn lớp skin care đắt tiền của em. Còn nếu như mà tôi muốn âu yếm với em á, thì em sẽ lấy lý do đèn đỏ hoặc là mệt để mà né tránh. Một tháng á, cho em thả cho tôi được 1-2 lần, thì lần đó muốn được em tận tâm, tôi phải đưa thêm tiền cho em vui, thì em mới chịu. Em chẳng ngán chẳng bầu, mà nửa đêm á, em mà thèm món gì á, thì dù tôi có mệt đến mấy, cũng phải vác cái xe đi tìm cho em. Tóm lại đi, bất kể yêu cầu gì của em, tôi đều phải đáp ứng. Không đáp ứng được hoặc là chậm nha, em sẽ giận, cấm tôi vào nhà hoặc là phạt tôi ngủ đất. Tôi vẫn cố chịu theo cái sự quái gở ấy, vì nghĩ là ok, sau này lấy nhau, làm vợ làm mẹ rồi em sẽ tiết chế lại thôi. Nhưng mà chắc không bao giờ được đi đến đó đâu, vì ngày càng em càng ăn chơi ngoài sức chịu đựng của tôi mọi người ạ. Nhiều đêm em đi bar nhảy nhót tận 4 giờ sáng, say quên mình luôn, quần áo xộc xệch, trai lạ dìu về tận cửa, trông không có ra làm sao. Nói em bớt ăn chơi, hớ hên lại đi, thì em bảo chứ, trời đất ơi, xã hội công bằng, độc đoán khó tính như anh thì ân mình đi trời. Thích thì chia tay, em không cần loại đàn ông gia trưởng thích kiểm soát đâu nha. Chưa hết, mai ăn chơi hết năm tư, em vẫn không ra nổi trường luôn. Tìm việc cho em thì cứ năm bữa nửa tháng, em chê rồi tìm lý do nghỉ. Em buông thả, không có trân trọng bản thân, yêu hào nhoáng, mê mẩn đồng tiền, mở cái miệng ra là tiền, khiến tôi cũng không mặn mà nổi luôn. Dần dần tình cảm nhạt phai đi nhiều. Muốn dứt thì cũng muốn lắm, nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh rồi hứa sẽ cưới em, tôi lại mông lung. Đang phân vân không biết làm sao á, thì đêm đó, thằng Khánh, quản lý một quán bar trên phố, người bạn cũ của tôi á, có gửi cho tôi một đoạn video lúc 2 giờ sáng. Đây, trong video, dưới ánh đèn mờ và tiếng nhạc như sói vô tai,
Ly ngồi giữa một đám nam nữ, đứng lên bàn, lóe ra mặt mỗi Ly nhún nhảy, vừa nhún tay vừa đưa lên miệng thứ gì đó nhả khói trắng mờ. Đang nhún nhảy thì chàng trai khác trông khá là bảnh, trần đến phát mạnh vào bế bổng em lên, chân em quắp vào eo người kia. Hai người cứ thế khóa chặt môi nhau trước sự hò hét khích lệ của đám đông. Rõ là em nói em đi sinh nhật bạn, không ngờ em lại đổ đốn bại hoại đến như vậy. Tôi hụt hẫng, đau lòng, thất vọng vì em vô cùng mọi người. Chiều em để mà bù đốc cho em, ai ngờ em lại có là sự hiển nhiên, mặc sức làm càn rồi sa đọa. 8 giờ sáng hôm sau em mới về. Lúc em thay áo, trên cơ còn mấy vết cắn bầm rõ luôn, chắc chắn là một đêm ấy nồng nhiệt. Tôi không quát nạt, không cằn nhằn, cũng không vạch trần gì em hết đó. Vẫn mua đồ ăn sáng, chở em đi làm bình thường. Tối đó em về, ăn cơm xong, tôi ngồi đối diện với em. Tôi nói hết những gì trong lòng, cho em xem cái video bạn tôi gửi. Ban đầu em gào lên nói là tôi xâm phạm quyền riêng tư, trách tôi là chiều em mới khiến em đổ đốn, hư hỏng vậy. Rồi sau đó em lại liên tục lấy lời hứa là sẽ cưới em của tôi ra để mà khiến tôi suy nghĩ lại. Lần này tôi quyết rồi, chia tay là chia tay. Vali tôi dọn sẵn trước khi đi á, tôi còn nói với em á chứ. Tiền nhà 2 tháng tới anh đã trả, em cứ ở đến khi tìm được phòng khác thì chuyển ra. Lúc tôi kéo vali ra khỏi nhà, em còn khinh tôi, nói tôi có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về. Xong lại điên tiết đập phá đồ đạc, đem quần áo, vali, túi sách quăng hết xuống sảnh chung cư. Sáng hôm sau mở máy ra, tôi còn nhận được một loạt tin nhắn của em. Anh nhớ đó, anh dám chia tay tôi, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi, đồ tồi. Ừ, đúng là tôi chiều quá nên em hư hỏng rồi. Mong rằng xa tôi á, em sẽ tự nắn chỉnh lại bản thân đi nha. Rồi mọi người biết không, bạn đi cỡ 2 năm, hôm nay đang ngồi cà phê nè. Tự nhiên á, tin nhắn của em hiện lên đầu bản tin của tôi. Em đang bán bánh trung thu, nghĩ em đã thay đổi cho nên á, tôi có trả lời, cho xin cái giá đi. Ngay lập tức em trả lời lại vậy nè. 400.000 một slot, tàu nhanh 200, đủ đảm bảo khiến anh thăng hoa trong từng giây phút. Trời đất ơi trời, tôi há hốc cả mồm luôn á, không cả dám nhắn tin lại luôn mà. Đến khi nhận được tin nhắn tiếp theo của em, em nhắn nhầm là anh hả? Tôi mới buộc phải trả lời. Ôi, cô gái quê chân chất ngày nào, đẹp như đóa sen ngày nào, mà nay tàu nhanh với chẳng tàu lượng. Em cũng có học thức tư duy, sao lại rơi vào con đường bán vốn tự có để mà đổi lấy cơm ăn vậy chứ? Thì có mọi người, ngẫm lại tình xưa, tôi xin em số tài khoản, chuyển thẳng 1 triệu mua cặp bánh trung thu, hẹn em nói chuyện. Đêm ấy ngồi cạnh em, chúng tôi chỉ tâm sự thôi. Em khóc lóc giải bày những vấp ngã sau chia tay tôi. Em nói em khổ lắm, đời xô đẩy chứ em nào muốn đâu. Ừ, tôi lắng nghe, hết lời khuyên em hoàn lương đi, còn hứa tìm việc giúp em. Em gật gù dạ vâng liên tục, cứ tưởng em thấm rồi á, biết sai rồi á. Ai dè, hẹn em đi phỏng vấn cả tuần trời, em không tới. Mở điện thoại lên, em đã chặn tôi từ bao giờ. Mọi người biết không, giang sơn dễ đổi, bản tính không có rời được đâu. Thôi thì chúc em thành công trên con đường em chọn. Vậy nha.